Này thiện hiện, có phi tâm và tánh của tâm không? Thiện hiện hỏi lại Xá Lợi Tử, tánh của tâm phi tâm, hoặc có hoặc không có thể nắm bắt được không? Xá Lợi Tử đáp, này thiện hiện, không được. Thiện hiện bảo Xá Lợi Tử, tánh của tâm phi tâm hoặc có hoặc không, còn không thể được, tại sao lại hỏi có phi tâm là tánh của tâm phải không? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, những gì gọi là tâm chẳng phải tánh của tâm? Thiện hiện đáp, nếu không biến hoại cũng không phân biệt thì đây gọi là tâm chẳng phải là tánh của tâm. Khi ấy Xá Lợi Tử khen thiện hiện, lành thay, đúng như lời ông nói. Đức Phật nói nhân giả trụ định vô chánh là bậc đệ nhất. Đúng như bậc thánh nói, đại Bồ Tát nào nghe lời này, tâm không đắm trước, cũng không thối lui, không kinh sợ, nên biết đó là đối với sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tâm không thối chuyển. Đại Bồ Tát nào quan sát tâm chẳng phải là tánh của tâm như vậy, thì nên biết đó là không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các thiện nam thiện nữ vân vân nào siêng năng tinh tấn tu học, các địa vị của thanh văn độc giác hoặc Bồ Tát, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, dùng phương tiện thiện xảo, làm cho sự tu hành mau được rốt ráo. Vì sao? Vì ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bao gồm tất cả các pháp nên tu học. Đại Bồ Tát nào cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn tu hành các hạnh Bồ Tát một cách chân chánh, muốn thành tựu đầy đủ phương tiện thiện xảo của Phật Pháp, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, thông suốt hoàn toàn, như lời dạy mà tu hành. Vì sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này bao gồm tất cả pháp mà các đại Bồ Tát cần nên tu học. Đại Bồ Tát nào có thể đối với kinh này siêng năng tu học thì sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả sự mong cầu đều được đầy đủ. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, con quán Bồ Tát chỉ có giả danh, chẳng biết chẳng đắc, không thấy thật sự, và quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có giả danh, chẳng biết chẳng đắc, không thấy thật sự, vậy sẽ vì các đại Bồ Tát nào mà giảng thuyết trì bày, dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nào dạy bảo giáo giới, các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nào mau được rốt ráo. Bạch Thế Tôn, con quán Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này chỉ có giả danh, chẳng biết chẳng đắc, không thấy thật sự, nhưng trong ấy nói có Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên con nghi ngờ. Bạch Thế Tôn, tên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và Bồ Tát đều không quyết định, cũng không chỗ trụ. Vì sao? Vì hai tên như vậy đều vô sở hữu, pháp vô sở hữu, không định và không trụ. Đại Bồ Tát nào nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, tâm không đắm trước, cũng chẳng thối lui, không kinh sợ, thâm tâm tin hiểu, thì nên biết Đại Bồ Tát này đã an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, luôn không xa lìa, đem vô sở trụ làm phương tiện, an trụ vào địa vị Bồ Tát không thối chuyển. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ sắc, cũng không nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì nếu trụ vào sắc thì làm theo sắc hành, chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu trụ thọ tưởng hành thức thì cũng làm theo thọ tưởng hành thức, chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải làm theo hành mới có thể thâu nhiếp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu không thu nhiếp Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tu tập được. Nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tu tập được, thì đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể viên mãn. Nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể viên mãn, thì không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu đối với trí nhất thiết trí không thể chứng đắc, thì không thể nhiếp hộ hữu tình đã nhiếp hộ. Vì vậy, chẳng nên nhận lấy các sắc thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể nhận lấy, thọ tưởng hành thức đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không thể nhận lấy. Vì sắc không thể nhận lấy nên chẳng phải sắc, vì thọ tưởng hành thức cũng không thể nhận lấy nên chẳng phải thọ tưởng hành thức.
Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không thể nhận lấy nên chẳng phải bát nhã ba la mật đa. Các đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Nếu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, thì đây gọi là Bồ Tát ở trong định không nhận lấy tất cả pháp, rộng lớn không ngăn ngại, vô cùng tận, quyết định không đồng với tất cả thanh văn độc giác, cũng không nhận lấy trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí này cũng chẳng phải chấp tướng mà tu đắc, tất cả sự chấp tướng đều là phiền não. Người nào chấp tướng tu đắc trí nhất thiết trí thì phạm trí thắng quân. Đối với trí nhất thiết trí không nên tin hiểu. Phạm trí thắng quân này tuy do sức tin hiểu hướng về Phật Pháp, gọi là tùy tín hành nên có thể đem chút phần trí quán tất cả pháp tánh không, ngộ nhập trí nhất thiết trí. Đã ngộ nhập rồi không chấp tướng sắc cũng không chấp tướng thọ tưởng hành thức, không đem tâm ưa muốn để quán sát trí này, không đem nội sắc thọ tưởng hành thức quán sát trí này, không đem ngoại sắc thọ tưởng hành thức quán sát trí này, cũng không đem nội ngoại sắc thọ tưởng hành thức quán sát trí này, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thức quán sát trí này. Phạm trí thắng quân dùng các môn ly tướng như vậy, đối với tất cả trí nhất thiết trí sanh tâm tin hiểu, đối với tất cả pháp đều không đắm trước. Phạm trí dùng môn ly tướng như vậy, đối với trí nhất thiết trí được tin hiểu rồi, đối với tất cả pháp đều không chấp tướng, cũng không suy nghĩ các tướng.